Kính thưa quý vị và các bạn, bên hông nhà thờ Đức Bà thì tôi thấy có một cái đường sách hay quá, đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra nghe cái tên này thì rất là lâu rồi, nhưng mà bữa nay mới có dịp và đi xem. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì bảo rằng là hay, người thì bảo rằng là nó có những cái điều không hay. Nhưng mà các bạn thấy không, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tuyệt vời luôn. Thực ra thì ở phía ngoài nó có để một cái chữ là không có đi vào đường, no parking. Và tôi thấy ở đây có rất là nhiều người đi qua lại, nhiều cái quốc tịch, quốc gia khác nhau. Ở đây quý vị thấy không, có nhà xuất bản trẻ này, The Publishers House này, nhà xuất bản văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh này. Rồi bên đây thì mình sẽ thấy là nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh này. Vậy là hay chứ đâu có phải là dở quý vị. Rồi phía bên kia nữa đó là nhà xuất bản Hồ Chí Minh .com. Đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem nha. Đây. Sách đường sắt thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo kế hoạch gì gì đó vào ngày 9 tháng Giêng. Ngày 9 tháng Giêng là ngày sinh viên học sinh cũng được. Đây có cái bức phù điêu đẹp không? Biết cái là biểu tượng của gì? Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem nha. Phụ nữ là để yêu thương, từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 3. Du khách tham quan chụp hình triển lãm gì đó về phụ nữ và bình đẳng giới trong gia đình. Rồi tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem từng cái góc của đường sắt nha. Cái sách mới năm 2018 gồm có sách Sinh Tử, Siêu Thoát, Chờ Bay. Ngoài một số sách được trình bày ở trên kệ rất là bắt mắt thì cũng có một sách để ở chế độ public này, chắc là sách được giảm giá như thế nào đó thì tôi cũng không rõ. Ở bên đối diện thì có cái McDonald's. Đây, chuỗi hoạt động chủ đề phụ nữ để yêu thương. Thương không quý vị? Khó quá ha. Đâu phải là phụ nữ để yêu thương, còn để đắng nữa chứ. Hồi nãy tôi mới giới thiệu cho quý vị và các bạn là nhà sách xuất bản trẻ, nhà sách tổng hợp. Thì hôm nay có cả nhà sách Phương Nam. Nhà sách Phương Nam cũng tương đối là nổi tiếng. Sách cho baby đây, nhà sách Kim Đồng. Đoạn đường này ngắn thôi quý vị và các bạn, đoạn đường này chừng khoảng là vài trăm mét. Đây, nhà sách Kim Đồng. Bên cạnh đó có cái màu đỏ, màu cam đây, nhà sách Thái Hà. Nhà sách này thì tôi cũng chưa bao giờ nghe tên.
không biết bán cái loại hình này. Bên cạnh một số nhà sách thì cũng có quảng cáo một số trường đại học như là Đại học Hoa Sen. Quý vị thấy không? Không hẳn là người Việt Nam mà những người nước ngoài họ cũng đến để mà chiêm ngưỡng những cái loại sách. Cho ai đó sẽ hữu duyên nhận quyển sách này. Sách tín nhiệm. Ở bên cái cột này nó có ba thứ tiếng. Ba thứ tiếng nó sẽ là tiếng thứ tiên đó là tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Tiếng Anh là Paracel and Party Islands belong to Việt Nam. Còn tiếng Hoa thì đọc thử đó. Hoàng Sa Hở Chẳng Sa. Không biết. Duyên ạ. Chữ nó biết thôi, tôi không biết chữ. Tôi còn nhớ đây có một cái bức phù điêu. Bức phù điêu có một...